Chào mừng bạn trở lại bằng Lê Sắc Kê YouTube Channel. Vâng, và trong video hôm nay mình sẽ review câu bộ Linh, đội bóng vừa giành chức vô địch giải Pháp, chấm dứt chuỗi 9 năm liên tiếp vô địch câu bộ Paris Saint-Germain. Vâng, và đội hình của Linh là sự kết hợp của những cầu thủ trẻ cũng như là những cựu binh đã có rất nhiều kinh nghiệm như là Fonte hoặc là Burak Yilmaz. Vào năm 2017 thì Linh đã có huấn luyện viên mới, đó là Christopher Galtier. Lúc đó đội đang xếp thứ 18 và đang đứng trước nguy cơ rất hạn. Tuy nhiên, chỉ sau 4 năm thì câu bộ này đã giành chức vô địch Pháp và vượt mặt cả nhà giàu PSG. Và cũng phải nói rằng câu bộ này đã có những chiến lược chuyển nhượng rất là hợp lý. Họ đã tìm được những sao mai và đã bán đi với khoản lợi nhuận khổng lồ như là Osimhen với giá 50 triệu bảng cho Napoli, Gabriel và Pepe lần lượt là 50 triệu euro và 80 triệu euro cho câu bộ Arsenal. Vâng, đó chỉ là một trong những thương vụ thành công của câu bộ này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua đội hình đã vô địch mùa giải năm nay. Ở vị trí thủ môn chúng ta có Richard Mainan. Vâng, đây là một trong những thủ môn đã gây rất nhiều khó chịu cho anh em ở giai đoạn đầu mùa giải. Với chiều cao 1m91 và chỉ số rất tốt. Tiếp theo chúng ta có Sven Botman. Đây là một cầu thủ trung vệ trẻ. Vâng, cũng đang được rất nhiều cầu bộ lớn để và cũng có thể là bản hợp đồng bóng tấn tiếp theo mà Linh có thể chuyển sang những cầu bộ khác. Cầu thủ này cao tới 1m93. Tiếp theo chúng ta có Benjamin Andre, cầu thủ tiền vệ đánh chặn với chỉ số bật nhảy rất tốt. Mặc dù over chỉ có 80 thôi, tuy nhiên chỉ số bật nhảy lên tới 94, anh cao 1m8. Tiếp theo chúng ta có trung vệ kỳ cựu Jose Fonte. Vâng, do rẻ cả tuổi nên là chỉ số của Fonte không cao, tuy nhiên anh vẫn cần đó cái chỉ số ẩn như là soạt bóng và đánh đầu mạnh với chiều cao 1m91 của mình. Ở vị trí hậu vệ phải chúng ta có Zeki Celik. Đây là một cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ nổi bật về tốc độ của mình. Tiếp theo chúng ta có Golden Boy một thời, Renato Sanchez. Linh chính là điểm tới mà Sanchez đang hồi phục lại được những cái bộ kỹ năng của mình. Thì anh là một cầu thủ hoạt động rất năng nổ, cũng như là có kỹ thuật và những pha sút xa trái phá với nhiều chiều ẩn như khéo léo, sút xa giấc bóng nhanh và sút bằng bán ngoài. Tiếp theo chúng ta có tiền vệ trái Jonathan Bamba, một cầu thủ có tốc độ rất tốt. Bên cạnh đó thì khả năng kỹ thuật cũng rất là tuyệt vời với nhiều chiều ẩn như ích kỷ, khéo léo, sút xa giấc bóng nhanh và sút bằng bán ngoài. Tiếp theo chúng ta có Jonathan Ikone. Đây cũng là một cầu thủ có tốc độ và khả năng xử lý kỹ thuật rất tốt. Anh cao 1m75 và có các chiều ẩn như là khéo léo, kiến thức lối chơi và sức bằng bán ngoài. Ở vị trí tiền vệ tấn công chúng ta có Yusuf Yazid. Đây là một cầu thủ tấn công người Thổ Nhĩ Kỳ. Anh nổi bật bởi khả năng kỹ thuật, khả năng truyền bóng và khả năng kỹ thuật của mình. Cầu thủ này có chân thuận là chân trái, chân cao 1m85 và có cái kiểu như sút sấy, khéo léo, sút xa và cũng là sút bằng bán ngoài luôn. Ở vị trí tiền đạo chúng ta có tài năng trẻ Jonathan David. Đây là một cầu thủ người Canada nổi bật bởi khả năng chạy chỗ và khả năng dứt điểm của mình. Anh cao 1m77 và nặng 77 cân. Và cuối cùng chúng ta có chân sút Burak Yilmaz, người đang có phong độ rất tốt với hat-trick và lưới đội tuyển Hà Lan trong thời gian gần đây. Mặc dù đã 36 tuổi, tuy nhiên Yilmaz vẫn thể hiện được những cái bản năng sát thủ của mình với khả năng đánh đầu, khả năng dứt điểm cũng như là khả năng sút phạt. Trong trận gặp Hà Lan thì anh cũng đã có một pha sút phạt rất là đẹp mắt. Vâng, và đây chính là đội hình Linh đã vô địch giải Pháp mùa giải năm nay. Vâng, và tiếp theo chúng ta sẽ cùng tới với một trận đấu head to head. Thì đội Linh của chúng ta sẽ gặp đội bóng tên là Manchester. Và như vậy trận đấu đã bắt đầu. Đội bạn thì gồm những cầu thủ tới từ sự kiện tiếp season gần đây mà thôi. Jorginho, Foden. Và trận đấu này thì đội Linh sẽ bên trái các bạn mặc áo đen cùng đen. Còn đội Manchester sẽ mặc áo vàng cùng đen. Rất nguy hiểm. Wow.
Như vậy thì sẽ được mở rất sớm phút thứ 7 thì ghi bàn Thiago. Và chúng ta có thể thấy là sự nguy hiểm của đội bạn với những pha phối hợp rất tốt. Sanchez phát bóng lên cho David, không được rồi, pha phát bóng hay sao và không quá khó khăn cho đội Johnson có thể bắt gọn bóng trong tình huống vừa rồi. Còn đội bạn đang có một pha giữ bóng rất là khó chịu. Philip Mack, Thiago, Bamford. Vâng, đội bạn giữ bóng rất tự tin. Thiago tạt bóng vào. Foden đánh đầu không được, như vậy là vừa rồi là một pha giải nguy. Tiếp theo sẽ có một tình huống đá phạt góc, người thực hiện sẽ là Philip Mack. Philip Mack đánh đầu, pha bóng của Sanchez. Bamba, Yipma, mặc dù tuổi đã cao, tuy nhiên Yipma vẫn có khả năng tranh chấp rất tốt. Bamba, tốc độ của Bamba, chuyển vào David, dứt điểm, không được. Một pha xử lý hơi chậm của David. Vâng, tuy nhiên trọng tài đã xác định là vừa rồi có một tình huống phạm lỗi sau khi chết va. Dứt điểm và như vậy thì số cân bằng 1-0. Người thực hiện pha sút penalty rất tự tin đã là Burak Yilmaz. Vâng, thủ môn đội bạn đã không thể có cơ hội để can phá tình huống dứt điểm rất mạnh mẽ vừa rồi. Trận đấu là trở về thế công bằng. Bamford, Yilmaz, Ikonen. Giữ bóng rất tự tin. Vẫn là Ikon không thành công. Bây giờ sẽ có phần pha phản công cho đội Manchester. Armstrong, Phil Wright, Bamford. Pha xử lý không thành công. Tuy nhiên trọng tài xác định có một pha phạm lỗi của Fonte. Người đá phạt tiếp tục là Philip Mack. Dứt điểm không được, bóng không qua hàng rào. Celic một pha lấy bóng rất tốt, tốc độ của Celic vẫn là Celic. Và chúng ta có thể thấy là Celic có tốc độ rất tốt. Tạt bóng vào, David đánh đầu vào. Như vậy thì Sơn làm 2-1. Người có một pha chạy chỗ băng cắt rất tốt, đó là David. Bamford. Như vậy là trong hiệp 1 thì đội Linh đã có một pha lội ngược dòng. Và như vậy trọng tài nói coi kết thúc hiệp 1 trận đấu. Kết quả đội Linh tạm thời dẫn trước vì số 2-1. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bước sang hiệp 2. David mở bóng xuống cho Yipma. Trọng tài đã xác định đã có lỗi tuyệt vời trong tình huống vừa rồi. Một pha phát bóng lên cho cầu thủ đội Manchester. Andre lấy lại được bóng. Bamba xử lý rất khéo léo. Renato Sanchez. Vâng, Sanchez từng được đánh giá là một cầu thủ rất cao khi đã có thời gian thành phát áo Bayern Munich. Đánh đầu vào. Một pha đánh đầu rất tốt của Burak Yilmaz. Vâng, Yipma năm nay 36 tuổi. Vâng, đã có một thời là anh là một món hàng hot trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên là rất tiếc là anh trong sự nghiệp của mình, anh không khoác áo một câu lạc bộ nào quá lớn. Mặc dù ở đội tuyển quốc gia thì anh đã rất là cháy. Cơ hội, dứt điểm không được. Một pha đối mặt với thủ môn. Miner đã cản phá xuất sắc tình huống vừa rồi. Philip Mack đánh đầu. Như vậy thì số rút ngắn xuống còn 2-3. Người ghi bàn Patrick Bamford. Cầu thủ cũng đã có một mùa giải rất thành công với Leeds United. Tuy nhiên rất tiếc là anh không được gọi vào đội tuyển Anh trong lượt tập trung đợt này. Renato Sanchez, Didier Singh. Vâng, trận đấu đang diễn ra rất căng thẳng với liên tiếp những bàn thắng từ cả hai đội. Thiago, Bamford. Vẫn là Bamford, tỷ lệ rất tốt, chuyền vào, đánh đầu,
không vào. Cơ hội Foden dứt điểm. Vào. Tỷ số ghi bàn 3-0. Người ghi bàn là Phil Foden với một pha đá bồi rất chuẩn xác. Vâng, và cầm đầu tình huống này chúng ta thuộc về Bamford với một tình huống tỷ lệ rất tốt. Kim Wright đã có một pha đánh đầu, tuy nhiên không còn được Maynard. Ở tình huống đá bồi thì Foden đã không mất bất cứ sai lầm nào để có thể cân bằng tỷ số. David, vẫn là David, dứt điểm. Vào. Như vậy rất nhanh chóng tỷ số là 4-3. Vâng, David đã tận dụng sai lầm của hậu vệ đối phương. Sau đó anh đã có một pha dứt điểm rất kỹ thuật để nâng tỷ số làm 4-3. Vâng, trận đấu rất hấp dẫn khi đã có tới 7 bàn thắng. Jorginho, Ian Bryan, Armstrong phối hợp rất nhịp nhàng. Philip Mack, một đứa pha tài bóng chăng, đánh đầu. Như vậy chúng ta xác định là có một pha việt vị đến vừa rồi. Andre, nguy hiểm và một pha xoay sở khá là chậm chạp của Conte. Tuy nhiên rất may mắn là đội Manchester đã không thể tận dụng được. Vâng, trận đấu đã hết 90 phút chính thức. Bây giờ chúng ta sẽ cần những phút bù giờ mà thôi. Celis, Ikone, Yipma, Sanchez, Bamba, tốc độ của Bamba. Vẫn là Bamba. Liệu có một pha tài bóng không? Không, như vậy là bóng đã đi hết đường biên. Và như vậy chúng ta nổi trò kết thúc trận đấu. Kết quả đội Liên đã chiến thắng vì số 4-3. Và xin một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo.